Bên em lại về hàng hot anh chị nha. Đây là chiếc Toyota Veloz Cross bản top 2022 ạ. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe này là tư nhân một chủ, đăng ký hồi tháng 11 năm 22 anh chị nha. Nội hệ thất thì không khác gì xe mới cả. Sơn zin là nguyên xe, chưa giảm tút lần nào và cũng không vết trầy xước nào luôn anh chị nha. Bản top nên trang bị đầy đủ tiện ích rồi. Chúng ta có camera 360 nè, có sạc điện thoại không dây và có luôn cảnh báo điểm mù anh chị nha. Bản này thì cũng rất là nhiều anh chị đang cần tìm, đi gia đình cũng hợp mà chạy dịch vụ cũng tốt á. Máy 1.5 thôi, chạy rất là tiết kiệm xăng luôn. Đi kèm hộp số CVT nên chạy chuyển số rồi rất là êm ạ. Đây chúng ta cùng xem phần xung quanh bên ngoài trước nha. Còn cực kỳ đẹp, xe vừa mới về, em tranh thủ cho lên hình để giới thiệu đến các anh chị luôn. Rồi chúng ta cùng xem phần nội thất đây. Về bên trong nội thất thì chúng ta có dán phim cách nhiệt nè, có lắp sàn 5D, lắp màn hình Android rất tắt và camera hành trình rồi anh chị nha. Xe này chúng ta lấy về thì cũng không cần làm gì thêm cả, tất cả đều còn như mới và đầy đủ của đồ chơi rồi. 7 chỗ ngồi rộng rãi, nhập khẩu Indonesia. Tất cả đều còn rất mới, rất đẹp. Rồi chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Xe trang bị túi khí cũng khá là nhiều nha anh chị. Và có sạc điện thoại không dây, có phanh tay điện, auto hold. Và đồng hồ là đồng hồ dạng LCD, rất là hiện đại luôn. Rồi bảo hiểm thân xe này vẫn còn anh chị nha, đến hơn 11 ạ. Nếu mà anh chị nào quan tâm đến Veloz Cross bản top thì liên hệ em sẽ gửi cho mình thông tin chi tiết nhất ạ. Anh xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.